Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Dungeon Q Pixel Hero Defense đưa người chơi xây dựng đội hình phòng thủ của mình để chiến đấu chống lại từng đợt quái vật. Khi lối quay cảnh tại Q World yên bình, thì bỗng nhiên quỷ vương Teneras sống lại và đe dọa đến sự yên bình ấy. Từ đây, người chơi sẽ phải xây dựng đội hình anh hùng của mình để chiến đấu khôi phục lại sự bình yên cho Q World. Trò chơi sở hữu nền đồ họa pixel 2D với góc nhìn chiến thuật từ trên xuống cùng phần hiệu ứng trông khá là đẹp mắt. Tuy có đồ họa pixel, nhưng tạo hình các nhân vật và bọn quái vật là được thiết kế theo kiểu voxel, trông khá là dễ thương. Hiệu ứng âm thanh được thể hiện tương đối sống động, đi kèm theo đó là phần nhạc nền độc đáo mang đậm chất arcade. Lối chơi của game khá là độc đáo và nhàn rỗi, với việc các anh hùng sẽ tự động tấn công bọn quái vật khi chúng ở trong tầm đánh. Bên cạnh đó, nếu cảm thấy mình đang đối mặt với nhiều quái vật và sắp không chống cự nổi, thì bạn có thể sử dụng các thẻ kỹ năng. Các kỹ năng đều sẽ có cách kích hoạt khác nhau, game thủ sẽ cần phải đọc qua phần thông tin của chúng để biết cách kích hoạt. Hoàn thành mỗi màn phòng thủ, bạn sẽ nhận về được phần thưởng là tiền vàng. Chúng được dùng với nhiều mục đích khác nhau. Trò chơi hiện có tổng cộng 18 nhân vật anh hùng khác nhau, trong đó tính cả 4 nhân vật khởi đầu cho bạn mở khóa và sử dụng. Mỗi nhân vật mang một thẻ kỹ năng và tối đa 6 món trang bị. Tuy nhiên, các nhân vật giai đoạn đầu chỉ có thể mang được một món. Người chơi có thể thăng cấp cho các nhân vật của mình tới các mốc cấp nhất định để mở khóa thêm các ô mang trang bị. Việc thăng cấp sẽ cần dùng tới tiền vàng, các món trang bị và thẻ kỹ năng thì có thể dùng lại đơn vị tiền tệ để yêu cầu để triệu hồi. Nhìn chung, Dungeon Q Pixel Hero Defense có lối chơi khá độc đáo và nhàn rỗi, cùng đồ họa dễ thương, bạn nên trải nghiệm thử. Các điểm đặc sắc của game: sở hữu nền đồ họa pixel 2D cùng phần hiệu ứng trông khá là đẹp mắt. Tạo hình nhân vật và bọn quái vật theo kiểu voxel trông khá dễ thương. Hiệu ứng âm thanh sống động với phần nhạc nền mang đậm chất arcade. Lối chơi khá là độc đáo và có phần nhàn rỗi cũng như là dễ thao tác. Hiện có tổng cộng 18 nhân vật anh hùng khác nhau để mở khóa sử dụng. Quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?